10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Vậy là Sen King bị loại bỏ. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Pick một lần pick theo kiểu bảo kê và an toàn đến bên phía của team Empire và Effect không suy nghĩ nhiều, họ pick Weaver. Vậy là Weaver sẽ đánh core ở đây rồi. Weaver core carry cực kỳ khó chịu luôn đến từ bên phía của team Effect. Reserve time. Weaver thì rất khó đánh khi mà nó có Sokuchi chạy đi với cái trừ giáp. Empire thì Dazzle Orb và Sniper, bây giờ còn pick 2 Blood Pick đi vị trí carry và đi offlane nữa. Đi offlane bây giờ thì còn khá là nhiều nên mình nói Bad Rider và Darkseer vẫn còn sự chọn dành cho bên phía của team Empire. Pick thì cả hai team đều có thể, theo mình nghĩ thì bên phía của team Empire pick Bad Rider thì sẽ hay hơn với cái chói kéo về của mình, trong đó thì Effect có thể khả sẽ Darkseer để combo cùng với cả Shard với Strada nữa. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Kill Snipe carry cho bên phía là của team là team Empire, CK kill Snipe luôn. CK ông nào không đăng được ở top ấy thì bấm vào cái chữ quên mật khẩu ấy, xong log vào trong dinh, xong lại xong xong cái bấm xong bấm, nói chung là bấm X để xóa cái trình duyệt đấy đi, xong lại vào lại top thì như là ok. Hồi trước tôi toàn bị như thế và tôi vào lại bằng cách đấy. Effect pick mình Drow. What? Vậy là Drow trong lượt pick
Thứ tư thì effect vậy là Slada Offland à? Weaver với SD Support à? Bắt đầu hơi confused rồi nha. 10 seconds remaining. Tôi bắt đầu hơi confused rồi nha. 5 seconds remaining. Tôi bắt đầu hơi confused rồi nha. Dire team pick. Radiant team pick. Hơi confused rồi đấy. Park là lượt pick cuối. Dành cho bên phía của team effect vậy là Park đi mid. Kèo này thì không biết là Weaver à, hay là Weaver hay là vẫn là Weaver of Land nhỉ? Đánh Weaver of Land. Slada và SD vẫn là đánh sắp vào đây. Ban cho mình Daxia và Empire Pick and Brute Mother trong lượt pick cuối. Vậy tiếp tục là những lượt pick dị từ bên phía của team Empire. Kể là hit deny, có pause game đến từ bên phía của team Empire và đang đợi chờ có vẻ như kiểu đi vệ sinh, giải quyết nỗi buồn hết, sau đó là mới quay tiếp. Thì đang tiếp tục disconnect đến bên phía là của team Effect nữa. Vẫn tiếp tục bao ghê, vẫn chưa có gâu.
Rồi bắt đầu vào game rồi. Ngay tức rút di chuyển đến trên top. Nhưng kèo đấu này thì sẽ có Wan được cầm ra luôn. Ngay tức thủ Sentry bên phía của Shao Demon. Seconds to battle. The battle begins. This will come in handy. Sniper đi mid cùng với đó là Orc với sự hỗ trợ là ngập tức đó là Underground Bounty xong thì hai thằng đều mua cho mình cái bình máu to. Ở mid thì kèo này Afuni sẽ bị ăn haram chút xíu ở thời điểm early đến từ của off một cái ném được đấm tay rồi. Cùng với đó là bắn súng nữa. First blood and a point well taken. Ouch. Chụp lại, lao lên, dậm stun, dậm được và bắn slow. Nhưng có vẻ như Orc sẽ là người nằm xuống first blood dành cho bên à, không, đây là sẽ mạng thứ hai. Bong, ui, không bắn được slow phát nữa. Ui, Drow bị cản lại nên không thể nào bắn slow được thêm phát nữa. Đèn, không phát đấy là Orc sẽ chết đấy. Nếu mà bắn slow liên tục được thì mình nghĩ rằng Orc sẽ chết rồi. First blood thì dành cho Sidoi khi họ combo và giết được mạng của Brute Mother. Tiếp tục lại chụp lại tiếp luôn. Dậm stun phát nữa. Harad và cuồng đấm vào vị trí của Orc rồi. Ôi, Orc cũng gần như què luôn nhưng mà không hề... 2 hit nữa, phải 2 hit nữa nhưng mà không nào chạm được người ở bên phía là của Arxic. Bị ném lửa để slow lại và lùi về rồi. Ở đây có Shai nhưng có vẻ như Orc sẽ biết rằng không một phí phạm Shai. Nhưng bây giờ Puck đi là... Súng ở mid thì vẫn đang cố giải đạn ra để Harad và bắn. A soldier's fortune. Bắt đầu tạo hiện ra vẫn còn Sentry đến từ bên phía của team Effect. Dưới bot thì Weaver đang cuống Harad ở vị trí là của King A. Ủa ông này cũng thốn nha. Dazzle đánh không cẩn thận thì cũng khả năng bị ngửa bởi solo kill luôn. Weaver nó bắn hay Sasukuchi cùng với nhà bọ ra. Bây giờ bố sai luôn từ bên phía là của Miposka và cả Ghostick. Kèo đấu này hiện tại CK và Sniper vẫn đang farm khá là ổn với 13 và 11 hit cho mình. Park mid cũng farm gọi tương đối bằng với Park với Sniper. Sniper deny hơn một chút xíu rồi nhưng đang có DD. Afuni cẩn thận bởi vì bắn cái hit bắn đạn của súng gần như không là face ship kịp luôn bởi vì cái đạn đường đạn đi cực kỳ nhanh luôn. Trừ khi gọi là nó lên đề sâu sẽ bị giảm đi một chút xíu. Giải đạn ra đang cuồng bắn.
Bây giờ thì Quark cần những cái zona với cái giải đạn này đến từ bên phía của thanh niên Quark. Anh em của Sniper trong Orc nó đứng đây ở phòng Afuni kiểu phải lùi về hẳn luôn để hệ đứng an toàn một chợ. Trong đó TP xuống bot đến từ bên phía của Orc và có vẻ như họ đang muốn giết vào vị trí của thanh niên Weaver CK. Nếu mà stun 3 giây kéo bọn đập stun sau đó stun đè của Orc thì mình nghĩ rằng đủ. Nếu mà stun 3 giây thì mình nghĩ suy nghĩ là có thể đủ. Bây giờ kèo này gần như hơi thốn rồi. Dire's top tower is under attack. Cố gắng pull kèm rồi và sau đó Drow cũng lùi về luôn. Khi nhận thấy rằng nó đang không có hai support ở trong đó khi hai support đang vòng ra mid, chụp lại của đến thứ là của SD đẩy off ra nhưng lập tức bấm TP lùi về luôn khi đã thấy đó là TP và đứng quá sâu đã rồi TP ra thì gần như không thể nào giết được vào vị trí của sniper cả. Trên top của Fortify nhưng chắc là chụp này khả năng Scar sẽ phải nhả thôi khi Drow không có sự hỗ trợ ra của SD ở Slay này không nào đứng lại được với Brute Master cả. Mặc dù chụp còn nửa bởi nhưng mình nghĩ rằng một lần cuối creep thôi thì Brute Master sẽ quậy xong được cái chụp này. Drow ngay tức nhảy và phạm rừng luôn. Có được chụp level 5 tăng 3 điểm mà bắn slow chứ không phải 3 điểm mà aura, 3 điểm mà bắn slow luôn. Weaver bắt đầu di chuyển lên trên top và cố gắng dép nhưng mà dép với Brute Master thì nghĩ rằng hơi khó và gần như không thể. Dire's middle tower is under attack. Đang có smoke, vào đây thấy được đó là Orc Magi của Miposka. Nhưng bắt một con support thì thôi, chụp lại một đam lên, Orc đẩy Orc ra Silent ra. Có stun của Slara và nhưng stun một giây Dream Coin, hai người dặn stun luôn. Nhưng có boop bất tử là của Dazo, không kịp boop luôn. Wow, cũng không cần boop bởi vì Chapi cũng gần như đủ máu cắm cho mình Mango lên để cố gắng để kéo nhưng đang bị cản bởi creep cày đấy. Đang còn tính chạy lên để kéo stun boop vào đầu và đó là 2 giây. I'll take that. A soldier's fortune. Hai đều nguy rồi. Brute Master thì nó vẫn cố gắng đẩy trụ top, gọi là gây áp lực trên top, bắt bên phía là có một người phải đứng ở đây để đợi chờ thôi. Mm-hmm.
Dire's bottom tower is under attack. They need double sense. By what right? Dưới bot TP về khi đã có Dream Coil, Slada không thể xuống được và SD cũng vậy, nhưng mà Dazo sẽ là người hy sinh. Sorry, đang hơi buồn ngủ đi. Dire's middle tower is under attack. Slada đang đứng đợi chờ trên, trong đó thì đang có đẩy bot, còn bên phía của Team Empire đang đẩy mid. Trên top thì Brutmaster vẫn đang cố là tạo con Brutling và farm phép thôi. Brutmaster cũng farm khá ổn định khi mà làm farm được 56 con rồi, CK 57, Sniper 55. Không có sự thay đổi gì quá nhiều từ của ba co, farm gần như suýt soát nhau luôn. Weaver có được cái bottle dày ghẻ của người đó, cái chữ bottle Ring Aquila cái trừ giáp ra. Sniper đã có được cho mình đó là cái giấy chip. Con gà của Radiant đã bị giết bởi Weaver, nó bắn tóc đầu luôn, 3 hit nó bắn. Draw đang lên cho mình đó, Dragon Land, Miposka cùng với CK đang di chuyển xuống và Draw đang bắt Weaver về trong đó. Ở mid thì Weaver đang cố gây sự khó chịu cho thanh niên FN về này, với cái Tsukuchi và nhả bọ ra để cầu máu thôi. Dream Coil giữ chân búp đam, nhưng ở đây thì có CK stun kéo vào luôn, 3 giây vào 1, đập phát Sniper giải hạn ra và chạm Sniper Slada sẽ quỳ rồi. Crit phạt vỡ đầu luôn và tiếp tục sẽ là Arxic. Ông này cũng què nốt và đó là Sniper Ulti kết liễu 4-3. Hai sắp nằm xuống, Brutmaster trên top lại đang rock Doto rồi, gần quẩy như xong một cái trụ này, easy trụ rồi. TP lên trên top, đến từ bên phía của Park nhưng không nào cản được cái trụ này và đó là Money, I want money bitches. TP về và đó là cho đã có được Orchid dành cho Brutmaster. Bây giờ hoàn toàn là có thể solo kill được Weaver luôn. Một blood, một Orchid ở mồm sau cắn rồi, chỉ cần cắn là đủ. Với đàn nhện con là đảm bảo, tôi nghĩ rằng là Weaver sẽ què thôi. Talk nó đang Sida, nó đang gọi là đang đơ nên là thôi chúng ta. Đó, các bạn cứ xem trên YouTube là ngon nhất khi mà nó đang rất nét. Trên YouTube đang khá là nét. Pause game. Ok, mình đi rửa tay cái. Anh em đợi tí. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. My shadow, long day. Dire's bottom tower is under attack.
Dire's bottom tower has fallen. Bác sẽ lên cho mình đó là hai cục nung rồi, bây giờ sắp đủ tiền để cái bling rồi. Khá tích tiền khá tốt từ bên phía của Park, gần phút 13 đã có được bling giấy chít và hai cái nung start khá là ổn khi lượng máu khoảng tầm gần 1k. Sniper của FN thì cũng lên hai cái white ban và đã có được run lên DD một stun bết kèo dọa dồ thôi với cái rune DD này, nhưng vẫn Afony người được cái rune DD đẩy off về và không thể bắn được. Ulti của Sniper nhưng sẽ có face chip để này làm được bú sai đến từ bên phía của Afony luôn và về nhà an toàn cho nó. Thì trên drop group mà giờ vẫn đang hoàn toàn thoải mái và free, họ có một quát nên có thể kiểm soát được gọi là ít nhất là tầm di chuyển và sự cái lượng farm của Ghost Six trong rừng, xem được nó có được gì rồi. Có được orchid thì gần như Weaver sẽ không dám farm cực, gọi là Weaver sẽ không dám farm cao ở trên cái laptop này. Họ ngay lập tức tổ chức di chuyển lên, nhưng ở đây có quát thấy được, gọi thấy được sự di chuyển lên của Weaver ở trong cái đó thì mở gọi là có orchid có chụp lại để cứu đường biệt được quét đều, ngay lập tức di chuyển về off, khả năng sẽ người nắm ngựa đây có đẩy off trừ giáp ra để soi sai Dream Coil luôn. Off đứt linh và ulti của bên phía là của SD dồn đam và không nghĩ người kết liễu được, thôi thì sẽ dồn đam tất cả giết được con off vậy khi đã phải đi ganh rồi. Tính bắt Weaver tính bắt lúc giờ nhưng cuối cùng thì bắt vào con off vậy. 4-6 chuyển sang Netcode thì hiện tại 3 core bên phía của Empire đang dẫn đầu và tiếp sau đó chính là 3 core bên phía của team Effect. Họ không cần CK và Proof mà giờ thì cực kỳ xanh, 7.400-7.200 Netcode dành cho mình. Park thì đã có được Blink và con gà đang đưa đồ ra thôi, có scan bên phía của Radiant và họ thấy được bởi vì họ có Watt đấy mà. Cái scan đấy thì mình nghĩ rằng hơi phí từ bên phía của team Empire. A golden thread. CK thì lên tay tiền Amlet và bây giờ sẽ là Echo Saber. Họ dồn tất cả lên trên top để có thể kiểm soát được con Brute Mother này. Có scan của Dai, họ xem rằng có ai đây hay không, không hề. Brute đã lùi về rất sâu đến từ bên phía của team Empire, đã cực kỳ cẩn thận của Ghostic luôn. Không farm quá cao để lộ vị trí ra. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ thì sẽ triển khai đi gánh như thế nào thôi, khi mà bắt đầu vào thời điểm mid game nữa. Dragonland bây giờ sẽ lên triple set DD deny rune luôn. Quyết định là deny để tránh việc là kiểu chạy ra ăn rune thì sẽ bị đứng lỗi vị trí. Một quyết định khá đúng đắn từ bên phía của Sniper thì deny cái rune này. TP về cancel luôn, khó cheat để không cho Slada có thể trừ giáp hoặc dẫn stun. Xử lý rất nhanh chóng và gọi là đúng chuẩn xác trong tình thế vừa rồi đến từ bên phía của Brute Mother là orchid vào đầu luôn của Slada để không cho nó trừ giáp hoặc là dẫm stun, lộ vị trí và chạy về nhà an toàn thôi.
Paul. Còn bây giờ thì ăn Paul rồi. Đi ganh mà vẫn không tìm được vị trí của con bút mà giờ khá là cay. Cực kỳ cay cú luôn. Thanks. Trong khi đó thì team Empire họ đánh cũng cực kỳ chậm rãi, kiểu hai bên đang đánh nghi binh và gây sự buồn ngủ cho cả caster và các player và người xem nữa. Cũng chỉ đi farm thôi. Đánh như cái trận đấu của ngày hôm qua vậy. Đánh khá buồn ngủ, Weaver Tsukuchi lao lên, còn Sniper thì giải đạn ra mid. Ở đây thì Weaver Tsukuchi đằng sau tham lam ngược lại, gọi là để dọa dọa tí. Sẽ lên Manta đến từ bên phía của Saklo để giải được cái Orchid của Broodmother. Bây ngập tức mở smoke, phá smoke rồi, nhưng mà Arctic không đi, không để ý, chết luôn. Không để ý. Hero chắc đang để ý trên map rồi, lộ ra xếp quỳ xuống. Bây ngập tức đó đẩy mid, CKZ chuyển ra và Slash ảm té, bút mà giờ cũng ra mid luôn. Họ đi check rồi, đẩy nhà cắn thẳng vào cái trụ bên, bên phía của team Empire. Nhận thấy rằng là không nên để như thế này nữa. Đập trụ rồi, có Fortify nhưng mà Blink ra đẩy off lên cái clear hết con bóng. À, nhầm con đệ có giải đạn ra, ở đây trụ đang bắn nhưng mà Sniper vẫn đang hit trụ dần dần và cái máu trụ đang dần dần giảm đi. TP giả ở đây có Dreamcoin nhưng ngang tức đó là Orchid dồn nào vị trí là của SD vừa TP ra chết luôn. Bài SD trong đó, đằng sau có Silent vào vị trí của CK nhưng không được rồi. Orc khả năng sẵn người nằm ngừa, chăn đáp ngựa sau đằng bên phía là của Weaver đang cuống chạy lên. CK bấm cho mình Amulet khi mà lượng máu thì nó rất thấp, đang cuống toggle thôi. Đánh 2 hit ngang tức bấm cho mình Amulet sẵn đẩy off và chết luôn. Không thể toggle được. Đa rồi thì Silent và không còn gì cả. Đắp chung như Saklo, Crispy, Akumi. 4 mạng người nằm xuống được bên phía của team Empire, đổi lấy 2 mạng người đó là SD và Slalam mà thôi. 7-10 cho bên phía của team Efake. 1.800 tiền và 3k3 kinh nghiệm dành cho họ. Và bây giờ sẽ còn Roshan thuộc về bên phía của team Efake đây, với việc có Drown và Weaver với cái nhà bọ ra của mình. Dire's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. You are looking good! Thanks. At last, selfish. Weaver lại nằm xuống, hơi khó hiểu khi mà mình vừa đi vệ sinh vào thấy tự dưng Weaver lại què luôn rồi. Mất cái mạng Killing Spree ở feed 300 tiền nhưng mà cũng không quá đáng kể. Drow thì đang lên cho mình búa set. Rút mà giờ của Caustic thì... Như này có gì à? Búa set 1 và đang Hurricane Pie. CK là Amulet, Echo Saber. Rút mà giờ thì đang lên cho mình BKB. Ogmagi chỉ là những đồ support thôi. Dazzle cũng rất nghiện. Park lên Dagon. Hình nhá ấy, Park lên Dagon luôn. Chất chơi 10 giờ ở đây. Không kịp làm gì luôn, bất tỉnh khi mà đã dùng tham lát xong chi. Nhưng đây có Senchi và một lần nữa Weaver lại chết. Mạng vẫn dành cho bạn, vẫn dành cho Chapi và 300 tiền nữa. 11-11. Có scan của Dai nhưng không hề có ai ở đây cả. Khi mà con Brute mà giờ nó né đi rồi.
là nói té đi được chỗ khác. Hiện tại là không thể nào chat được trên Talk, thỉnh thoảng chỉ có một số ông chat được thôi. Kiểu Talk đang bị em xào từ tối đến giờ, nên thôi chúng ta chấp nhận, chịu. À, cũng chả sao, bởi vì mình hết game này thì mình sẽ ngồi viết nốt một số cái. Mình viết nốt một số cái để mai đăng bài trên Facebook. Upload thôi, nốt thôi, cũng chả. Cũng chả có gì. Smoke là ulti là của Dazo đang cuồng di chuyển lên, chưa lộ smoke, trong khi đó thì Team Effect đang di chuyển dưới bot cơ. Radiant's bottom tower is under attack. A golden thread. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures. Bây giờ thì CK ulti đập nhà có fortify được bên phía của Team Effect dài ăn ra, sau đó cũng cho thêm blink vào được bên phía pocket được dài ăn ra tiếp luôn. Nhà bỏ ra kéo vào đập luôn, rồi đập chết luôn SD luôn, tiếp tục sẽ là thanh niên này. Dậm chân ra của Snada, có all cheat, có sao lần ra các kiểu, đấm vào vị trí là của thanh niên CK bụng bất tử ở bên phía là của Dazo dành cho CK đang có Dream Coin. Bấm BQB đang cuống trâu của Amleth nhưng đã bị stun hồi máu, liệu rằng Amleth vẫn kịp và đó stun Mundicat chết cả draw luôn. Nhưng đằng sau là hút bao giờ cũng là người hy sinh đổi lại những cái mạng vừa rồi, có stun được 3 giây vào mồm nhưng không có đam đè khi lượng máu bụng bất tử tiếp bảo kê dành cho CK. Bây giờ thì CK làm gì đây, bị trừ giáp ngã bọ ra, tiếp tục đó là hồi máu ulti của sniper và đó là chết được cái mạng của Slada. Tiếp tục sniper Fox Sap đi, trừ giáp ra nhưng có vẻ như đó là Weaver và Park không nào dám lao lên, máu đã quá thấp rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Tiếp tục là ulti là của đến từ bên phía là của Dazo luôn, tiếp tục bung giáp lên ở đây thì băng bắn và SD nằm xuống, tiếp tục đập luôn, đập tiếp. Ship CK thì nó vẫn đang đập thôi, nó không quan tâm. Xong cái rack đi về. Hết. Orc sẽ người hy sinh nếu mà chết đấy, đúng rồi. Orc là Orc luôn luôn sẽ là người hy sinh, bấm TP. Không còn cái gì để cancel nhưng Orc vẫn là người nằm xuống, hơi đen đến từ bên phía của Orc, còn đúng khoảng không phải mấy giây nữa thôi. Không phải không mấy giây nữa là Orc sẽ sống, bú sai ra bên phía của Afoni khi bị máu và mana đã gần như gọi là chưa full và nếu đổi lên thì hơi mạo hiểm. A soldier's fortune. A prize. Radiant's middle tower is under attack. Stun trừ giáp rồi nam đa gông, nhưng mà bây giờ thì CK không có được trên mạng ulti nhập không có BKB, máu đấy cũng không đủ nữa và CK nằm xuống. Khi bị bắt lại bốn thằng nó dí thì CK phải bất tỉnh thôi. 15-14 CK có hurt rồi, bây giờ lên vậy CK sẽ đúc thẳng BKB rồi, sợ trận đúng đắn đến từ bên phía là của CK. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower has fallen. Bây giờ thì nhảy ra, đẩy off.
Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Có fortify nhưng mà cái mất là cái chuỗi vẫn sẽ mất thôi, khi mà lượng RAM của Drow thì rất lớn rồi. Network thì vẫn đang gọi là vẫn đang hơn, nhưng đang còn tụt xuống một chút xíu ở bên phía của Team Empire. Rosa này vẫn chưa thể hồi sinh được. Bây giờ có smoke đang di chuyển, lộ smoke rồi, lộ smoke rồi, stun 4 người nhưng mà ui bị giật xét, thế là không phải linh ở đây thì có đẩy option ra các kiểu bấm BKB của lúc mà giờ all cheat luôn, chụp lại để cứu được bên phía là của SD, trong đó bị stun đến bên phía của CK. Bây giờ để đẩy option ra đang dùng bút được cho bản thân, CK hóa trào lao vào luôn ulti của sniper giết mặt mạng của Drow. Bây giờ thì quẩy ngược Slada cũng chết, về kéo tiếp vào Weaver đập bộ, bắt tỉnh luôn Weaver, và Weaver cũng quỳ luôn. Ba bách ra từ bên phía của Slada, Park đẩy off lùi về kéo tiếp, nhưng Park đã phơi ship đi và đẩy off lao vào cùng với nó là bú sai lao lên. Bây giờ thì CK sẽ đập vào, dùng một bóng đập trụ rồi. Đang bách đo, quick thì vẫn đang chưa lên. Búp tốc, rút mà giờ đang búp giáp rồi, lao vào. Đã hết bách đo khi quick đã tới ở chỗ mid. Và tiếp rồi. Dire's top barracks has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Mất highlight rồi, xong mất highlight rồi. Kéo đấu này gần như Empire đang trên kéo hoàn toàn. CK sắp có được cho mình là Manta Style. Radiant's bottom tower has fallen. Bây giờ có stun, Orchid kéo vào đấm phát rồi, Drow lại chết lần nữa. Drow ngay tức ba bách ra luôn để làm gì ấy. Sniper lao lên như bố thiên hạ, mặc dù lượng máu không quá nhiều, trong khi đó thì Park đang mất máu khá nhiều rồi, Park đang cầm game, Park cũng không dám lao lên đâu. SD bị thấy rồi, SD có chụp lại Orchid nhưng tức có stun dồn đam, SD sẽ khỏe. Xong Monster Fusion sẽ những FN bấm BKB, Orchid dí tiếp vào vị trí của Seedoy, Seedoy force up nhưng không lên được đồi. Bây có kéo dồn đam và đó là Slada cũng chết luôn, Slada die back rồi, bây giờ Seedoy die back tiếp. Tiếp tục sẽ là thanh niên Weaver thôi, GG Roleplay được gọi Weaver time lapse xong đây để làm gì. Stun 4 giây, buông chuột double kill dành cho mình Posca. GG Roleplay chảy cối không làm được huyền thoại ở đâu. Bây giờ bài bách ra của cả Weaver và cả SD thôi, chứ còn gì nữa. SD thì có thể gọi sống sót được, nhưng mà Weaver thì nên phải bách bú sai, nhưng mà lốc lên thì sẽ không được hồi máu từ sai và phê ship cũng thế. Thì sai có coi như không luôn, ulti của CK đập thẳng vào trụ 4 luôn. Mày không bài bách ra thì cũng chỉ có thế thôi. Mất bài bách của Drow rồi thì gần như là buông chuột. Weaver bài bách ra chảy cối nốt. Chụp lại, Silent đẩy off ra, Zone Dam nhưng chưa chết được vào vị trí của Dao rồi trong 1 phút mà giờ đang có được cho mình kết quả ulti nên không dám phơi ship lại và lại té rồi đến được bên phía lock của Park. Cuống chạy trốn nhổ Zone Dam stun multicast luôn, bộc phát, Park nằm xuống, GG của play gọi là từ A không đi và cuối cùng thì Empire sẽ giành được tấm vé đi tới DAC, tấm vé cuối cùng đại diện cho khu vực CIS. Đây là 4 tấm vé từ 4 vòng loại khu vực C, CIS, EU và châu Mỹ đã có và có người định đoạt. Bên phía của C đó là Phoenix, bên phía của team CIS đó chính là team Empire.
bên phía của team châu Mỹ NA đó chính là NP. Còn bên phía của EU thì mình cũng không nhớ rõ là ai nữa, mình lại quên mất rồi, sorry anh em. Mình check lại kèo. Bên phía của EU đó là team Liquid. Liquid họ thắng 2-0.